Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn nhá. Mình tên Hoàng Tuyền nhá. Ok các bạn, chào các bạn đến với channel Quang Dùng Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là mình vào bản mọi người. Thì ngày hôm qua mình cũng đã về gặp anh em team. Thì cũng là một chuyến đi dài mọi người, khá hơn. Lần này chuyến đi khá là dài. Thì cũng để giải quyết một số vấn chuyện riêng về chuyện gia đình mọi người. Là mình nghỉ cũng đi 3-4 ngày như vậy thì mình cũng không nói về chuyện riêng mà. Nhưng mà sau đó thì mình đi giải quyết chứ được, cho nên là mình phải giải quyết thêm nữa, phải ở lại thành phố và giải quyết thì cũng khá là lâu, cho nên mình đã gọi điện cho anh em là nói anh em thông báo đến kênh mọi người, thông báo đến kênh là để anh em biết, là để cho các bạn biết. Một lần nữa thì mình cũng muốn là cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã luôn quan tâm cũng như là hỏi han mình trong cái thời gian mình đi trên thành phố và giải quyết công việc. Thì bây giờ thì cũng đã quay lại bản. Thì điều đầu tiên thì mình cũng rất là muốn là đến xem cái hai cái trang trại ngô mọi người, hai trang trại ngô mà mình đã trồng ở Bamba cũng như là ở Katumbela, là hai bản mình đang giúp đỡ. Và vào hôm sau thì mình sẽ đến qua bản của Bạc Giao để mình xem khoai tây đã hoa được chưa mọi người. Và đây thì bây giờ thì mình đã đi vào bản thôi. Thì mình vào trong nhà bà trưởng thôn thì bà trưởng thôn bảo là đang làm việc ở trong này. Thì mấy lần trước là mình cũng đã nói với em Anu rồi, là gọi điện em Anu là khi mà mình đến phố thì mình đã gọi điện, mình nói là nhắc nhở bà trưởng thôn cũng như là để mọi người được cuộc cỏ được. Sau đó mình về thì mình sẽ là bón phân, tại vì bón đàm. Tại vì thật sự ra thì mọi người dân này thì sẽ không có khả năng mà để mua đàm bỏ được đâu. Cho nên mình đã làm một cái hình màu, làm hình màu lý tưởng á. Thì mình sẽ làm một cái gì đó cho nó đẹp luôn, cho nó tốt luôn. Để sau này là có thể có cái nguồn giống tốt để mà phục vụ người dân bản và mùa sau. Vì cái này là đất của hợp tác xã mọi người. Đất của hợp tác xã, thành ra là sau này sẽ là cái những cái này là sẽ là những cái nông sản của người dân mọi người. Đấy. Hôm qua em gò bạc được thương nói em ơi anh chú anh chú đúng rồi anh chú chào em nói em gò bạc được thương nói bạc được thương nói em bây giờ là nó nghe căn phần căn phần đúng căn phần đúng, đúng rồi đúng rồi mà cuộc cỏ rồi và bác nói ngày hôm qua ngày hôm nay nói ông bác nói kêu mười người đi làm quốc cỏ. Ok, quốc cỏ đấy. Dạo này là nói cũng hơi gọi là không được lũ loạn lắm mọi người, tại vì là cũng đi hơi lâu ấy. Dạ. Come sai già prende fa la portoghese? Davi. Ah, fa la vietnamita. Obrigado, chef. Nói tiếng Việt cho giỏi bao. Đúng, và cảm ơn. Em nói tiếng Việt học nhiều vô. Học nhiều vô, bây giờ nói không được nhiều nhiều. Nói nhanh, nói nhanh. Nhanh đúng rồi. Nhanh nhanh không được. Không được. Eo phôi mua từ tem mua đúng rồi đúng rồi em có sợ có nhiều vá nhiều quá đúng rồi không đi làm hai em hai em có nhiều quá không có việc. Okay. không chứ có mà đi làm vẫn đi về lính đúng vẫn đi làm về lính gì đúng rồi hay thì cùng công việc mọi người anh cùng các bạn Facebook hỏi em anh chụp một rồi không xem không có video không nói anh chụp đi thành phố có việc ấy đi thành phố có việc đúng rồi xin lỗi các bạn nha em chưa học một việc chưa học tiếng Việt. Tiếng Việt đúng rồi. Đấy, bây giờ là phải học cái chữ tiếng Việt cho nó rõ. Tiếng Việt. Vâng, tiếng Việt. Tipo lingua portuguesa. Ok. Lingua vietnamita. Phải là tiếng Việt. Tiếng Việt. Agora problema. Problema? Problema. Vấn đề. Vấn đề, ok. Vấn đề. Problema. Vâng, cảm ơn. Tên problema có vấn đề. Có vấn đề, vâng. Cảm ơn. Hôm nay thì mình cũng nói là gọi bảo trưởng thôn thôi. Thì mấy lần trước mình ở đó, mình ở đến... mình ở thành phố thì mình cũng nói em Arianu là vào nói hai bà trưởng thôn là đi cuộc cỏ trước mọi người. Cuộc cỏ làm cỏ trước, nếu không thì không phát triển đâu. Sau đó thì mình sẽ bón đàm, bỏ đàm vào cho nó phát triển tốt. Tại vì là bây giờ thì cái
thời gian này là mình phải bỏ đàm vào để cho nó để thúc đẩy phát triển tốt mọi người. Đấy, hình màu mà cho nên phải thật sự đẹp. Bây giờ là không biết là như nào rồi. Ôi, thấy sáng sáng tốt mọi người. Đấy, ta mua tủ vẹt đi. Cái thời gian mình đi thì mình cũng gọi về liên tục. Mình rất là lo lắng về cái chuyện, về cái vấn đề này. Có phân đẹp đẹp hơn. À, có phân đẹp hơn đúng. Đẹp hơn, đúng rồi. Đấy, có đàm. Phải là đàm. Đàm, ok. Đấy, phân đàm. Phân đàm, ok. Bây giờ phải bỏ đàm thế mới đẹp được mọi người. Ok. Ok, tudo bem, né? Muito obrigado. Muito tempo? Muito tempo. Ok. Obrigado, vai. Quase um mês, quase. Já, 15 dias. 15 dias. 15 dias, já. Tá bem. Já, você tá tudo bem, né, aqui, povo? Tá tudo bem, então tudo... Uma via muito capim, então não dá para... Então sempre roteamos para direto do capim. Então, ok. Então, essa semana, estivemos aí a trabalhar, daí até lá. Agora, saímos um pouco depois. Lá também, já terminou lá? Já terminou lá, toda lá, só ficava no meu um bocado aí. Hoje é assim, terminar. Ok. Assim, hoje é terminar. Mas tem, né? Sim, sim. Agora, tá assim. Ok. Sim. Ok, mano, daí lá... Tá bonito. Tá bonito. Aqui tá bonito, mais bonito. Tá bonito. Iniciamos daqui. Ok. Iniciamos capenário, porque okay. Na altura... E lá também, já tá tudo? Já tudo, porque na altura o coisa estava aí nessa altura. Então vi que com muito capim não dava, então precisava, passamos ali, até daí essa semana, agora... Essa semana começamos a iniciar, a trabalhar mais aí. Yeah. Agora não tem muito capim. Agora eu tô aqui. Tá bem, tá bem. Fazendo trabalho aqui. Sim. Aí ninguém gosta de fazer, né? Todo mundo disse, amém, né? Lá também tá tudo bom, né? Tá tudo bom. É. Mọi người dân đã, mặc dù là mình đã không có mặt đây, nhưng mà mọi người dân đã từ giác ra đi cuộc cỏ mà làm rất đẹp mọi người. Đấy, rất đẹp. Đấy không? Đấy, sạch sẽ, không có thì cỏ nào hết. Muito tempo capim também tem, né? Sim, muito tempo o capim cresceu, mas chegando nessa altura. Então passamos para que não o capim todo mundo... Para... Ok. Sim. Agora depois, agora sim. Lá também tem um sítio que tem mais aí coisa, que tem mais aí, tipo 3, 2. É aqui, nesse sítio aí. Já, vamos tirar para meter tipo aqui. Tá bem. Sabe, né? Tá bem. Meter tipo assim. Sim. Aí, chắc là, cái hôm mà mình sẽ đi mua đàm luôn mọi người. Và cái hôm mà mình bỏ đàm thì sẽ là để cho gọi là... Để gọi là để giảm luôn, để giảm những cái chỗ nào mà nó thiếu, gọi là thứ một tí thì mình sẽ giảm. Sẽ dặm cây, sẽ dặm luôn. Rất đẹp, rất đều. Đẹp. Tá bonito. Tá bonito. Distância, tá bonito tudo. Tá bonito. Bây giờ tốt, khá tốt mọi người. Cũng không có. Mas agora, coisa de bicho não tem, né? Ainda bicho não tem. Ok. Sim. Cũng chưa có hiện tượng mà sáu bệnh mọi người. Hiện tượng sáu bệnh hay gì cả. Eu fui lá no cidade. No cidade. Para fazer trabalho aí no coisa, no... família. Na família? Yeah, família. Tá bem, de nada. Agora já... Eu tava pensando na tua pessoa, então como é? Então, agora... Khá là nhiều chỗ lá, cũng chưa có cỏ. Tại vì là mình cũng mới là gọi bạc trưởng thôn. Vai mandar tirar aí, que tem dois que estão assim pra frente. Ah, aqui. Tirando aí, assim. Còn daí, né, mọi người? Rất đẹp, mấy. Tirando assim um arrancar este aí. Yeah, tipo, depois, tem três. Tem três. Depois vamos usar aquela... Colher. Sim. Tirar tudo bem a colher aqui. Sim. Depois mete lá um sítio que não tem. Não tem. Yeah, que não tem. Tá bem. É torneira dépa, né? Sim. Torneira dépa, khá dépa. Aí. Aí, đằng kia có một nhóm cũng đang cuộc cỏ, mọi người. Là chỉ có bên này là trước cuộc này. Aqui ainda não. Yeah. Então tem que fazer já para meter já o adubo uma vez. Tá bem. Xem lá ali. Aí. Lúc này không đẹp, né? Được một cái là nó không có cái hiện tượng gì gọi là sâu bệnh cả. Yeah. Tipo, no sítio que tem mais... Tem mais aí, três. Tem mais três aí, arrancar para meter um sítio pequeno. Sim. Tá bonito. Được cái là phát triển rất tốt, mọi người. Đấy, còn bây giờ là sẽ là khu mà trường thôn là xuống dưới cái khu vực mà bạc trưởng thôn trong cùng với người dân trong mà cái đợt một mình đã cung cấp giống để xem là nó phát triển như nào rồi, đã trổ cơ chứ, để xem như nào. Đấy, như này là tạm ổn mọi người. Đấy, hy vọng là một bây giờ là cũng không có hiện tượng gì xảy ra cả. Tá bonito, muito bonito. Depois tira só aquela no meio. Vamos tirar. Yeah.
tipo essa aqui para tirar ou para meter aqui? Para meter aqui, tá bem. Essa aqui, tipo essa aqui, para tirar para meter aqui na linha. Tá bem, e esta também vai na linha. Já, na linha. Sim. Um sítio que não tem muito. Tá bem. Quang cái cà kiều là ok. Então tem que falar com uma família dele lá. Dele lá. Lá no Lubango. No Lubango. Yeah. A família dele está vivendo no Lubango. Sim, tem uma família, alguns. Alguns. Yeah. Tá bem. Mas então, agora já está tudo bem. Já está tudo bem. Agora só vem ficar aqui. Então assim. Yeah. Então assim, a mulher vai receber o. Não, já se separaram. Já se separaram. Yeah, não tem problema. Tá bem. Yeah, homem, sim. Tem muito mulher, não faz mais, não tem problema. Tá bem. O importante é seu dinheiro. Tá bem. Então, yeah, o problema é seu dinheiro. Ah, tem um grande trabalho que eu quero na tua pessoa. Ok. Sim. Bạn, aí thì, hoặc là bạc, mình đi thì bạc nhớ cho mọi người. Tất nhiên thôi, tại vì là nếu mà không có mình đấy thì mọi người cũng không biết làm như nào cả. Cũng không biết, ví dụ như mà phấn lãnh đàm đấy. Như vậy thì nếu mà không có thì họ cũng không có tiền mà để mà mua để mà làm được, thì tất nhiên là như vậy. Sau đó thì sẽ là một cái mảnh vườn màu là thành là một mảnh vườn giống như là một mảnh vườn của người dân bình thường như vậy. Nên là bây giờ là mình thấy mình quay lại là rất là vui. Đấy, giờ discuss và lại nhá. Tá bem. Porque mas já resolveu tudo. Muito bem. Isso tem que ser resolver. Sim. Yeah. Então é por isso que você atrasaste muito. Três semanas é muito. Quase três semanas. Três semanas. São 15 dias. São 15 dias. Yeah, eu estava contando 15 dias. Yeah, 15 dias, já. Sim. Aí, bạn, thì, aí, thì một lần nữa thì mình cũng muốn cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hy vọng là các bạn vẫn quan tâm và theo dõi kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Ok. Đấy mọi người. Đây là cái giọng ngô rất tốt mọi người ạ. Giọng ngô của bồ đấy. Thôi. Nghe cái rất to mọi người. Fica muito grande. Fica muito grande. Đấy, cỏ gọi là cỏ phấn lấn đàm đầy đủ là nó tốt như vậy mọi người ạ. Thôi. Cáo chọc tới này. Saki. Muito grande. Muito grande até. Até essa aqui também já está saindo coisa. Já está saindo. Alto, muito alto. Muito alto até. Muito alto. Ok. Sim. Aí, cái khu vực này là khu vực mà đã trong cách đấy. Đây, cái khoảng cách là cũng rất ok mọi người. Hã? Vamos capinando mais aí. É para ficar bem limpo, para que não haver ratos que vamos fazer. Vamos capinar mais aí. Hein? Sim. Cái này, essa aqui, tipo, falta dois meses, né? Ah, sim, falta. Falta dois meses para coisa. Đây là những cái giọng ngô rất tốt, những giọng ngô đặc biệt tốt, mọi người. Essa aqui é o milho de Portugal, aquela vez eu comprar, né? Sim. Não é isso? É. Essa aqui depois vamos para sair também para meter aí semente para povo. Tá bem. Para povo. Sim. Cái này cũng sẽ là cho vào cái nông sản của người dân, mọi người. Đấy, lạc vào rừng ngô, mọi người. Bà cái làm cỏ rất sạch sẽ thôi. Mặc dù là mình không có ở đấy nhưng mà mọi người đều rất là tự giác để làm cỏ mọi người ạ. Làm cỏ kiểu ấy. Bonito đấy. Bonito. Ừ. Các bạn thấy chưa? Lấy phân rồi bây giờ là đẹp hơn các bạn nhá. Ok. Ok. Đấy. Khu vực này là đợt trước là trong đấy. À, cùng ở chỗ bạc rừng thốn mà chỗ cái cầu đi qua đấy, ngày xưa mình làm cầu đấy, là cũng có một vạt ngô như này nữa. Đấy, bây giờ là trong cái giọng đấy là cái vườn giọng thôi, cái vườn giọng mà mình được cung cấp giọng nó khác với những cái giọng của người dân trong bên kia mọi người, rất khác, có nghĩa là nó tốt hơn mà nó nhìn cao và to hơn, bóng nó cũng sẽ to hơn. Còn những cái giọng ngô của người dân mà trong bình thường thì nó sẽ không được tốt lắm, nhưng mà nếu mà có phân lấn đàm thì nó sẽ cũng sẽ có năng suất rất cao mọi người. Depois quando meter a rupo também, a ureia também fazer isso. Tá bem. Sim, ok sim. Bạn, aí thì cái video ngày hôm nay chắc là mình sẽ kết thúc đây thôi. Hôm nay thì một ngày là đầu tiên mình vào bản để mình xem là người dân bản đáng cần những cái gì và những cái công việc sắp tới là làm cần những cái gì mọi người. Cho nên mình cũng muốn là xem lại cái vườn ngô mà mình ở cùng người dân bản ở trong. Thì cũng khá là cũng tương đối là ok thôi.
Thì bây giờ chỉ có là mình sẽ là vài ngày tới thì mình sẽ là mua lấn đàm, mua đàm để mà cùng với người dân và sẽ là bón thúc để cho nó phát triển tốt nhất. Để sau này là sẽ là một cái vườn mẫu để cung cấp giống cho toàn bộ người dân bản. Hay không cần phải đi mua, cũng không cần phải là nhỏ nữa. Cái gỗ nhỏ như vậy thôi mọi người. Còn người dân bản thì cũng đã nhận được ngô, cũng đã nhận được những kiến thức trồng ngô và cũng nhận được những cái hạt giống thì có thể là đã từ trồng ở nhà rồi. Sau này thì mình lúc nào mà nó phát triển tốt thì mình sẽ quay lại bạn xem một lần nữa là những cái vườn ngô trong những cái bản làng của mình. Những cái vườn ngô của những hộ gia đình mà trong bản làng mọi người. Đấy, thì ok, thì các bạn thấy video của mình hôm nay hay vậy nghe thì hãy cho mình một like, một share cùng như một đăng ký kênh Quang Dùng Vlog Cuộc Sống Phim hôm nay nha. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Ok, bây giờ là mình tiếp tục là sang bên chỗ bản mới, bản Bám Ba. Đấy, bản mình vừa mới khai hoang đấy. Thì để xem là ngô phát triển nhà rồi. Thì các bạn cùng mình là đi qua xem nha.